trong đặc công thì khác với bộ binh ở chỗ là em thấy là cái công tác tử sĩ rất khó khăn. Thì trong tức là đánh xong là phải rút, chỉ có thể dìu được thương binh ra, còn tử sĩ thì phải chấp nhận để làm, đúng không? Đúng. Thì các anh có cái kỷ niệm gì đó về công tác tử sĩ không? Tức là có khi nào mà mình ví dụ như là một cái cứ điểm nào đó mình làm chủ được, thì sau đó là mình chôn cất anh em mình ngay tại đấy rồi mình mới rút ra, thì có bao giờ làm như thế không? Tôi thì chung chôn hai đồng chí của tôi. Tôi chôn thì một đồng chí ở Hiệp Đức bị một pháo 105. Đấy. Đồng chí là còn đồng chí bị thương ở chân, một đồng chí gì ở Thanh Hóa tôi quên tên. Sau này đồng chí phải cương một trận, nó hoại tử, đồng chí không nối ra để cho nó nuôi tiếp. Cứ là garo là garo chặt luôn đấy. Tôi không quên mất tên lâu quá, đồng chí người Thanh Hóa. Còn cái đồng chí bị quả pháo trúng luôn ấy, thì bay hai cái chân, ngoài cả ruột gan bay đâu mất. Sau tìm được thì đúng là không còn gì cả, còn được cái thứ thắt lưng trở lên thôi, hai cái tay cái đầu. Sau tôi đi với anh Hía, người ở Quảng Ngãi, không biết ở huyện gì, Đức Phổ hay là Sơn Tịnh ấy, thì tôi nói anh Hía thôi anh cầm đèn pin anh đi kiếm thêm cái gì cho nó, chứ để lại chôn tội nó quá. Thì tôi mới anh kế người ở Linh Giang, Hải Dương, hai thằng ra bới đào đào, chẳng có quốc sẻng đâu. Đấy. Thế đào đào bới thì nó không sâu lắm đâu. Rồi chôn đấy. Rồi cũng chẳng để lại tên tuổi là gì nữa cơ. Sau rồi cũng vô danh. Đấy, tôi chôn đấy. Còn một đồng chí nữa tôi chôn ở Long Sơn, Trung Phước, cạnh sông Thu Bồn. Đồng chí này là lên đài 12W, 15W đi phụ thuộc bọn tôi. Đây bị máy bay nó phát hiện được, nó đánh. Mà cái hôm đó tôi kể chuyện nó một chút ra, không biết là mình nghĩ nhiều lúc cái số mình làm sao mất đó. Ngắn gọn luôn. Hôm ấy là may là tôi là buổi trưa, thì tôi lại gần trưa thì đi ăn xong buổi sáng lại vác võng sang cái nhà bên tôi ngủ. Mọi lần thì tôi lại không ngủ ở đó, tôi cứ ngủ nhà ban chỉ huy. Rồi đến cái đài nơi nhà lưu quân, rồi đến cái nhà bỏ không, rồi đến cái đài 15W. Thế ra ngủ một giấc ấy, thì hai thằng A7 đánh cái bên phà Long Sơn. Thì tôi nó ở bên kia núi, tôi bên này, tôi bảo thôi kệ nó, còn xa lắm. Thế là lên võng ngủ, vừa đưa chân lên võng cái thì nó đánh. Nó đánh cái đài 15W, nó đánh nhà ban chỉ huy, đánh cái đài lưu quân, cái nhà tôi ngủ tôi lại không đánh. Chứ mọi lần thì tôi không có ngủ. Đấy. Thế thì sau đó thì đánh xong cái thì cũng có một số thương binh thì tôi gọi tôi anh Thái, người xã Hải Tây, Hải Hậu ấy, đón anh em vào, hay là đón ghe vào để đưa thương binh lên sơ phẫu của sư đoàn điều trị. Thế còn một đồng chí hy sinh thì nó cụt mất một chân bên trái, sau tôi chôn, nói chung tôi chôn đàng hoàng, nhưng vừa rồi cũng vô danh không biết. Thế còn những trận đánh như Đặng Bét hay Tiên Phước, thấy không, mình gặp đâu mình chôn đấy thôi, cũng chẳng có quy định nào là nghĩa trang cả, để rồi đơn vị hành quân đi tiếp. Đấy. Dạ. Chỉ lấp làm sao cho nó kín được rồi. Anh, nó thật chứ. Sống thêm cái chỗ anh là người trực tiếp chôn ba anh em của trung đội anh ấy. À, về năm 74, đầu năm 74 là bọn anh là được giao nhiệm vụ là đánh cái Dương Bổ ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ. Và ngay cái cao điểm đó là nó không chế cái đường một, dưới là đường một đi lại, và nó không chế cái cảng, nó bảo vệ cho cái cảng Sa Huỳnh. Thì bọn anh là được giao nhiệm vụ là đánh tiêu hao thôi, chứ đánh tiêu hao tiêu diệt thôi, chứ không có đánh ý định là làm chủ được. Vì mình lúc đó không có lực lượng để mà giữ được. Lúc đó là năm 74, mà đầu 74 là cũng là gần giải phóng vậy đấy. Nên lực lượng nó còn mạnh lắm, trên đó nó là một đại đội tham báo. Mà bọn anh là giao đi nhiệm vụ vừa trực tiếp là giao cho trung đội thì anh đi đánh. Mà bọn anh đi chuẩn bị chiến trường thì là thời gian cũng rất là gấp. Nên là đánh là bọn anh là nhằm cái chỗ sở nhất của nó là nó chủ quan là đi theo cái đường mòn của nó luôn. Nó cái đường của nó tiếp tế đi từ dưới nó đi lên là mình lợi dụng luôn cái đường đó, mình đột kích lên mình đánh, chứ cũng không có đi cái đường theo cái hướng của mình chuẩn bị. Là bảo gây cái chuyện bất ngờ như thế. Thế đi có 16 anh em thôi, chúng đội anh đi 16 anh em. Đi thẳng đây, đi thông lên đến cái gần cái chỗ mà cái
hai cái thằng lính gác ở hai đầu cái đường đường ngọn đó. À, khi mà lên đến đấy rồi thì bắt đầu nó chưa phát hiện được, thì còn khoảng độ ba khoảng 20-30 thước này, thì đồng chí trung đội trưởng mới bảo là bây giờ bắn để mà lên, chứ mà chần chừ ở đây là chết. Nên là hai quả B-40 bắn 2 kilo cốt đầu cầu, bắn mà nhìn ở dưới này khi mà nhìn sáng nghe nhìn thấy là hai cái thằng lính gác ấy, nó bay lên như thế này, nó đứng ở hai bên cái như là cái cửa mở lên cái điểm của nó, bay người lên thế này nhìn rõ mồn một ấy. Thế là bắt đầu là anh em là khi nó vẫy, ông trung đội trưởng đằng trên vẫy tay thế này là ra hiệu là xung phong lên. Thế là đánh thì bắt đầu là nó mới dẹp lên một bên, bọn anh lên cứ thế là lựu đạn mới AK là nẹt, cứ là lên một bắn chĩa ra hai bên, cái đánh dẹp nó được về một bên. Rồi nó về được một bên thì lực lượng nó còn quá mạnh, mình chỉ đánh tiêu hao thôi, không khả năng không đánh được nữa. Thì bắt đầu là lệnh xuống để lúc mà đánh thì nó cũng ném lựu đạn xuống, nó tương lựu đạn lên M79 xuống cũng nhiều lắm, như là mưa. Nó biết mình đi cái đường mòn của nó, thế rồi cứ thế là cái đường nó tương xuống. Thì trong cái trận đánh ấy là trung đội anh hy sinh 3 anh em, là anh Trần Thế Tài là ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, lúc đó thì chỉ nhớ huyện thôi, bổ sung thì quân một năm thì phải mấy lần bổ sung quân thì mới có quân đi đánh, cứ mỗi một trận là thiệt hại là bao nhiêu gì thì cứ phải bổ sung, cho nên cũng không nhớ rõ được là xã hay cái thôn đâu, chỉ nhớ là thằng này là Trần Thế Tài ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, rồi thằng Trần Văn Tiến là Tuyên Hóa, Quảng Bình, và thằng Nguyễn Văn Bằng thì ở Lâm Thao, Phú Thọ. Nhớ ba anh em, thằng hai thằng B-40, xạ thủ B-40 và một thằng A trưởng, lúc đó là mũi trưởng đấy, là Trần Thế Tài là A trưởng, mũi trưởng, tổ trưởng ba người. Thì chỉ nhớ như thế thôi, gọi lúc đó là anh em chúng tôi thì cứ mày tao nhé, tình cảm nó thân mật mà, chứ không có đồng chí hay là cái gọi gì đâu, cứ mày tao cho nó quen kinh nghiệm rồi. Đây là ba anh em hy sinh thì tôi trực tiếp là người kéo một người, một anh, còn hai anh em kéo xuống. Khi không làm chủ được thì chúng tôi ra thì là trước khi lên là nó ném lựu đạn xuống là hai anh em hy sinh ngay chỗ cửa mở. Còn một anh thì sau này nó bắn đuổi theo thì hy sinh. Thì khi mà kéo xuống thì xuống đến cái chân điểm, cái ruộng lúa của dân người ta trồng lúa ở dưới cái chân đồi đó là, thì đi thì cũng có mang xẻng mang nhất đi, cũng có trung đội thì cũng có hai ba cái xẻng băng gấp của Trung Quốc ngày xưa dắt ra đây. Thì xuống thì chỉ gạt sơ cái đất là họ trồng là lúa này, trồng cái đậu phụ, thế là gạt xuống vùi ba anh em xuống đây, chứ còn đâu còn lên hậu cứ cũng còn xa mà, làm sao mà chạy lên được, gần sáng đến nơi rồi sao mà lên được. Thì chôn ở đấy, thì chôn lấp ở đấy. Thế sau mà ngày giải phóng thì tôi lại vinh dự lại là được về làm cái công tác thương binh liệt sĩ ở ngay cái khu vực đó, nhớ em lấy gạo kho. Thì chúng tôi mới lại dẫn anh em lúc đó là về là sau giải phóng rồi thì lấy một bộ phận ra để đi làm công tác thương binh liệt sĩ, họ mới đưa về cái phòng chính trị ở phòng chính sách của lữ đoàn 52 đi làm công tác thương binh tử sĩ, là đi cắt bia xong là lấy cái đinh ấy, đóng cái thành cái tên đó, là liệt sĩ là tên là gì, hy sinh ngày bao nhiêu thế thôi, để đi cắm và đi có cái sơ đồ của các cái đơn vị để lại chết ở cái khu vực nào, mình đi phát cái cao đất mộ cho nó cao đi, và đi là có địa phương để bàn giao cho địa phương, là cắm xác định đúng chính xác thì cắm cái bia vào đấy. Thế còn nếu cái nào không nhận được người thì cứ đời là hồi đó là đời là vô danh. Thế thì chúng tôi đến đấy thì tôi xác định là tôi bảo là cái thằng cao nhất là thằng Bằng, nó cao 1m7 rồi, nó chết thì chôn ở giữa, còn hai thằng kia nó lùn thì nó gần nhau thì chôn hai bên. Lúc đó mình cũng không nghĩ tới đâu, đến không may là đến đấy là cái chôn thằng trước thì lấp thằng thứ hai thì đến thằng thứ ba thôi, chứ không có nghĩ là bảo cái chuyện là sau này mình nhận đâu. Thế là khi cắm bia và dao đấy thì tôi cắm bia,
tôi cắm bia, ba anh em đắp mộ cao lên giao cho địa phương. Thế sau về rồi chúng tôi bây giờ cũng tôi cũng đã gọi điện về cái huyện Tuyên Hóa và cái huyện Vĩnh Linh, tôi hỏi tả lại người như thế, tên tuổi các thứ như thế, nhưng mà cũng chưa tìm ra. Thế sau cái đợt năm 76 vừa rồi chúng tôi đi tháng 4 vừa rồi vừa rồi chúng tôi đi này này, thì tôi đã có về cái huyện Đức Phổ gặp huyện đó, mấy ủy ban nhân dân cũng tổ chức tiếp đón chúng tôi nồng hậu lắm và cũng chu đáo. Thì chúng tôi cũng có là hỏi lại cái ban thương binh lao động xã hội của huyện là ba cái ngôi mộ mà có đề tên như thế là hiện nay là có đưa về cái nghĩa trang của cái xã Phổ Thuận không, vì những đồng chí này là chết sau gần sau mà gần giải phóng rồi, cho nên là thì huyện họ cũng ghi nhận và cũng không có điều kiện để xuống cái nghĩa trang để đi tìm anh em. Thì tôi có ghi lại cái địa chỉ và hiện nay huyện họ bảo họ cũng đang tìm nhưng mà chưa tìm thấy, chưa trả lời. Nếu mà tìm thấy thì tôi cũng thông báo cho các cái ban chính thương binh xã hội của các cái huyện kia là tên tuổi như thế, anh ấy cỡ tuổi như thế, sinh ở cái địa điểm như thế, thì nếu có cái gì thì liên hệ với chúng tôi để cung cấp thêm thông tin. Thì hiện nay cũng chưa tìm thấy được. Thế còn khi mà bị lộ thì phải đánh cường tập, thì lúc đó là có bom, có thủ pháo ống dài 1m2 hoặc là 80 để phá từng cái hàng rào một, hoặc là cái mìn chữ A để nó thổi hàng rào thì anh em mới chạy lên. Nhưng ở tiểu đoàn chúng tôi thì có trường hợp như là ở đại đội 1 là cái đồng chí Thức, anh Thức đấy, chính trị viên đại đội, ông ấy là người Quảng Ngãi, bây giờ vẫn còn sống, vẫn còn sống, năm tháng 4 vừa rồi vẫn còn đi cùng đoàn mời đi, là anh ấy là chính trị viên hồi trẻ đẹp trai lắm. Bên sau giải phóng là ông về làm chuyển sang công an làm cái cha ở cái trại giam gì của bên huyện Bình Sơn á, Quảng Ngãi. Vâng, hiện nay anh ấy 74-75 tuổi rồi, còn sống cũng như gần bằng tuổi, cao hơn anh 1-2 tuổi nha. Ông có cao tuổi, cỡ tuổi như anh. 75-76 à? Vâng, ông ấy chuyển sang công an xong là làm mà trại giam, bây giờ về hưu. Là anh ấy là đã có cái trường hợp là nằm lên hàng rào. Khi mà mình mà hết mình rồi, còn hai lớp rào nữa thì anh em mới vào được đến trong. Lúc đó là ông chính trị viên là đi cùng với một mũi mà. Thì thường nếu mà đánh 2-3 mũi thì ông đại đội trưởng đi một mũi, chính trị viên đi mũi, đội đại đội phó đi một mũi. Thì ông ấy là khi mà đã thấy cái mũi của ông ấy không lên được nữa, là ông ấy nằm ngã ra cái hàng rào, chỉ cái hàng rào chỉ có một đoạn nữa này thôi, ông nằm lên hàng rào để cho anh em nhảy qua, bước qua người ông nhảy vào đánh. Đây là bằng chứng có thật đấy, hiện giờ là Võ Chí Thức là hiện giờ đang sinh sống tại quê ở huyện Bình Sơn. Cái chỗ đó là chỗ đó như này, tôi là người trong cuộc, tôi là người nhảy lên mình có người nhảy vô đó, tôi là nhân chứng sống mà. Ông ấy đi cùng với tôi thì quá trình thì nó dài lắm, diễn biến trận nó dài lắm, nhưng mà đến cái đêm nó vào đánh ấy, thì đánh cái điểm đó là tiểu đoàn bộ của toàn biệt động đó, thì nó có 5 hàng rào. Thế thì đến khi anh em phá được 3 hàng rào thì cũng là hết bọc phá rồi. Thì ở trong điểm nó bắn ra, nó bắn kinh khủng lắm, nó bắn rất là mãnh liệt, nó rất là ác. Thì mình ở ngoài lề á, mình dùng DKZ, mình dùng 12-7, mình dùng cối, mình bắn che áp nó bên trong đấy. Nhưng mà rất tiếc là mình không còn bọc phá nữa. Thế thì khi đó là cái khẩu đại liên ở trong điểm nó bắn ra, thì anh Vinh ấy, anh ấy là mũi trưởng cùng vào với tôi, anh ấy chủ hy cái khẩu 41B1 là đồng chí Tân, người Hưng Yên, bắn cái khẩu đại liên ấy. Xong á thì bắt đầu bọn tôi là nhảy vô để gặp hàng rào Quy Lợn, nó rộng quá mà bọc phá thì hết rồi, mà lên đến điểm thì còn 2 hàng rào nữa, mà anh em nằm lại ở chỗ đó lại đúng cái vị trí tầm hỏa lực lưu đạn nó ném ra. Thì khi đó anh Thức ấy
là anh ấy nằm trên hàng rào. Đó. Anh thức anh ấy nằm trên hàng rào. Anh nằm hai tay anh giữa này. Nằm sấp. Anh nằm xuống thì tôi là người nhảy đầu tiên lên mình anh thức. Vì tôi là tổ trưởng tổ thọc sâu mà. Tôi nhảy đầu tiên lên mình anh thức mà đúng là cũng rất là khó nhảy. Tại vì nó không phải là một cái vật cứng. Nó nhảy lên mình nó lùng lùng. Nhưng lúc đó thì cái, do cái sức mạnh của mình cộng với lại cái tinh thần của nó thẳng là quyết chiến thôi, không có gì khác. Anh phải vào. Thì tôi mới nhảy lên cái vai này, tôi mới nhún người, tôi mới nhảy xuống. Nhảy xuống thì xong anh em cứ thế là nhảy theo. Thì cái số anh em nhảy vào á bằng cái thang của anh thức ấy thì tôi nghĩ không nhiều đâu, cũng khoảng độ 7-8 người thôi. Mấy người mấy đấy, một tôi là nhảy vô. Thì sau này thì tôi cũng nghe nói về, nghe anh thức nói mẹ tao cũng bị ho ra máu. Tại vì đúng rồi, bị nhảy lên mình sáu bảy anh vậy là, thì cái sức mạnh nó lên như thế, nặng lên lưng như nhưng thế. Mà bây giờ ấy thì nó có một cái ý như thế này, mình bình rồi, mình ngồi mình nghĩ lại cái hoàn cảnh đó, tôi thấy có một cái lạ, chân thì chân đất, mình nhảy từ hàng rào nhảy xuống mà không anh nào bị gai bị góc đấy. Không anh nào bị gai. Cái thời bình bây giờ mà nhảy chắc không ai dám nhảy đâu. Đúng không? Đấy. Không nào bị hay nó bị mà nó nuốt thì không biết, mình không hiểu nữa. Đấy là anh Thức là người duy nhất mà tôi nhảy lên người. Và những lần gặp nhau á thì tôi hay vỗ vai anh Thức. Xin giới thiệu anh em, đây là cái thang anh Thức là hàng rào cho bọn tôi nhảy vô đây. Đây trong máy tôi có ảnh anh Thức đây. Đấy, thì tôi là người trong cuộc. Chính tôi là người nhảy lên mình anh Thức. Cái sau cái vụ mà làm thang ấy thì về thì cái người của anh như thế nào? Anh có nói lại là trừ cái nội thương ra, tức là dẫm người ho này kia, thì em nghĩ là vì mình nằm ở trên cái hàng rào đấy, cái gai như thế, liệu là gai nó có đâm sao? Tôi nghĩ thế này, cũng như là công ta bây giờ mà nhiều khi nó nằm ngửa nó để đá lên bụng nó đập. Bụng không sao hết, đá bể không sao. Thì tôi nghĩ lúc đó là anh lấy sức anh co người. Anh lấy gồng người. Anh co người là một. Cái này là do anh ấy cử trần, nhiều khi nó tiếp xác giữa cái thịt da với lại cái kẽm gai nó nhạy lắm. Bắt buộc anh phải co người lại. Thì nó tạo ra cái cơ có thể nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà sau thì cũng nghe anh nói lại là tao cũng bị ho ra máu. Đánh xong về anh có nói thế. Thì đúng thôi, anh em nhảy như thế làm sao mà không bị. Bên ngoài là nhìn không thấy. Không thấy gì hết. Đúng là mình đồng ra khác. Ông ấy là chính trị viên trưởng đại đội tôi đấy. Dạ. Chính trị viên. Tôi với anh cùng đi một mũi đấy. Dạ. Bây giờ bác Thức đang sống ở đâu? Dạ, bà anh Thức ấy là sau này giải phóng là anh ấy chuyển sang là làm cái quản giáo. Dạ. Quản giáo cái trại giam ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Của quân khu. Nhưng mà nó đóng ở cái huyện đó, của quân khu. Hiện giờ là anh ở Bình Sơn có điện thoại, có địa chỉ. Dạ. Anh về anh sẽ là cung cấp cho em. Riêng ở chỗ anh Thức như này này, hôm nay thì tôi cũng dây bày thật thôi. Bởi vì tài liệu mật thì 30 năm người ta vẫn có quyền công bố mà, đúng không? Dạ. Năm nay mình 42 năm giải phóng rồi, cộng 15, 72 nữa thì năm nay 45 năm rồi. Thì tôi cũng nói thật, không giấu giếm gì quan hệ giữa tôi và anh Thức. Tôi là mũi trưởng, anh là chính trị viên. Trong quá trình đánh nhau thì nói chung tôi với Thức thường đi ở Tiên Phước. Mà tôi không hiểu sao á. Cái chỗ nào khó là anh Thức anh đẩy tôi vào. Đấy là điều tôi nói thật. Chỗ nào khó là anh đẩy tôi. Ta tin tưởng cái cán bộ. Vừa đánh xong một cái là rút ra ngoài để điểm danh á. Thì mũi của tôi còn được 7 người. Thì ông bảo là đài quan sát báo là, đài quan sát báo là trong điểm vẫn còn địch. Trong hầm ngầm. Thế bây giờ anh Khôi chú ý cái mũi của anh vào để xem, để mà tào trừ. Thế là tôi lại lẹn đẹn dẫn 7 anh em vào. Tôi là 7. Đó. Rồi sau những trận đánh tiếp thì nó trùng trước đó nữa. Cứ chỗ nào là anh đẩy tôi vào. Thế thì sau đó thì những lần mà anh em gặp nhau, gọi là cựu chiến binh gặp nhau á. Anh ấy ra từ ở quê anh ra để mà nhập vào đoàn ấy mà. Tôi ngồi trên xe tôi không có đón. Anh em nhảy xuống xe đón đâu, tôi không có đón. Tôi cứ ngồi im. Xong bẻ người ở Thanh Nguyên Hải Dương. Xong rồi về ở Uông Bí Quảng Ninh á. Nó gọi to lắm. Ông Khôi, sao anh không xuống đón ông Thức?
Lúc ấy tôi mới lưỡng thức, tôi bước xuống. Nhưng mà sau rồi thì tôi nghĩ lại, thôi thì chuyện nó qua rồi, tôi chẳng nhắc. Nhưng có lần thì tôi ngồi riêng với anh Thức, tôi hỏi tại sao hồi đánh Tiên Phước cái chỗ nào khó là anh dí em là sao, tôi để vào sao. Ông vỗ vai mày thông cảm thôi, chọn mặt gửi vàng, nếu mày chỉ huy thì mày cũng thế thôi. Thì thôi mình cũng biết như vậy. Nhưng mà cũng may mắn, cái số của tôi là may mắn. Rất may mắn. Nó thật. Đúng là chọn mặt gửi vàng. Anh ấy nói tôi, mày nếu là chỉ huy mày cũng thế thôi. Người ta cán bộ, tôi, người ta lúc tin tưởng thôi, người ta. Thì tôi cũng không, bây giờ tôi rất quý mến anh ấy. Nói thẳng ra là tôi rất kính trọng luôn. Bởi vì anh là chính trị viên. Tôi chỉ đi với anh ấy là cái trận Tiên Phước thôi. Nhưng mà trong trận Tiên Phước thì nó dài lắm. Nó dài lắm. Chứ không phải là đánh một cái là xong ngay đâu. Nó dài lắm. Thì anh ấy nằm trên cái hàng rào, biến mình thành một cái thang. Thì lúc đó mình cũng chưa nghĩ được cái hành vi của anh ấy. Nhưng mình nghĩ đây là một cái trách nhiệm rất lớn lao của một người chính trị viên. Bởi vì nếu không thế thì đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được. Mà thương vong thì chưa biết thế nào nữa. Vì mình nằm trong hàng rào thứ ba rồi, cách địch còn hai hàng rào, nó trong cái tầm súng bộ binh, trong cái tầm súng các lô cốt, nó có thể bắn anh em mình thương vong lớn nữa. Mà anh xử lý cái tình huống tôi cho rất thông minh. Có thể như chết. Bởi vì anh em nhảy vào thì cái quá trình mình nhảy vào mình chạy ấy, thì mình còn di động, có thể tránh được đạn, đúng không? Nhưng anh nằm một cái điểm chết đó, mà đạn là trong bắn ra nó có độ sáng nữa, cho nên là cái tỷ lệ là sát thương của anh Thức là cao chứ không phải là thấp, đúng không? Và anh em nhảy vào thì luôn luôn vận động, có thể mình gặp đạn, có thể đạn nó lại không gặp mình. Nhưng nằm trên hàng rào là một cái vật chết rồi, để anh em nhảy vào. Mà trời lúc đó không phải là trời sáng trời tối, nhưng mà ánh sáng của đạn ấy thì nó vẫn có thể phát hiện ra được. Thì tôi cho là anh Thức là người công tác chính trị như thế là rất xứng đáng. Rất xứng đáng. Bây giờ nói đến cái chuyện là những cái tinh thần hy sinh anh dũng của đồng đội ấy, và sự thân thương đùm bọc lẫn nhau ấy, thì tôi thấy đấy, ngoài cái tinh thần chiến đấu, như ví dụ như ta vừa nói anh Thức vừa là một cán bộ chỉ huy thì là vừa là gương mẫu, nhưng mà phải có tinh thần dũng cảm như thế, hàng rào nhọn như thế, sắc như thế, nhưng mà anh ấy vẫn làm ra để cho đồng đội bước qua để tiêu diệt địch. Thì phải thấy là cái tinh thần dũng cảm như vậy, hành động đó là phải nói là vô biên lắm, không nói. Thế thì bây giờ anh nói là đấy, ngoài cái dũng cảm ra rồi thì tôi muốn nói lại một chút là về cái tình thương đồng đội. Và lúc nãy các anh đã nói là tình quân dân, bây giờ trước hết là nói về dân. Đúng là cái anh nói, không có dân chúng ta không sống được đâu. Không phải là không làm được nhiệm vụ, làm được nhiệm vụ cũng khó khăn chầy chật lắm. Đấy, ví dụ như tôi là phụ trách hậu cần, nó nuôi quân từng bữa, mà không có dân giúp đỡ thì lấy gạo đâu, lấy sắn khô đâu. Chứ đừng có nói gì đến bây giờ gọi là mì tôm hay là bánh mì thì không có đâu. Sắn khô, khoai lang, sắn tươi đào dãy về, mà dân vẫn ủng hộ, mày cõng về cho bộ đội ăn.